Anh đi vào video, anh em nhớ like, share, cập nhật clip tiếp theo cho mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em kết gói đầu tư saharastock.com nha tất cả các bạn. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký, còn nhận 10.000 IMR Pre nha tất cả các bạn. Cái này khi nào mà chương trình tặng 10.000 cổ phiếu tùy theo cộng đồng mạng phát triển mạnh, sẽ tốc càng này sẽ cho giao dịch nhanh nha tất cả các bạn. Rồi các bạn muốn đầu tư được cái tăng lợi nhuận cái đồng IMR này, cổ phiếu Sahara, thì các bạn phải nạp vào một deposit nữa tất cả các bạn. Đây các bạn nhấp vào một ví này nha các bạn. Rồi các bạn có thể chuyển tiền deposit vô, chuyển qua chuyển BTC ETH đồ lên đây các bạn. Đây thì anh em chỉ dành nhấp vào deposit nè. Anh em copy cái địa chỉ với Bitcoin này nha các bạn. Khoan khoan. Vì đây cái máy của mình không có dung lượng với các bạn, nên nó không có hiện một cái địa chỉ ví BTC USDT. Khi nào nữa cái máy các bạn copy cái địa chỉ ví này các bạn gỡ vào các bạn. Rồi các bạn đầu tư thì các bạn nhấp vào ba cái gạch này nè. Rồi các bạn bấm vào một khoan khoan để mình coi các bạn. Anh em bấm vào một gói này nghe tất cả anh em, một hình hộp quà nè. Rồi đây thì min đầu tư nó có là tất cả anh em 100 đô, 100 đô, 500 đô, 1.000 đô, tới 3.000 đô, tới 5.000 đô, tới 10.000 đô, tới 250.000 đô các bạn. Lợi thế của tất cả các bạn là trong hiện tại trong giai đoạn khuyến mãi, các bạn nạp vào 100 đô la, các bạn sẽ nhận được thêm 1.500 IMR nữa nghe tất cả các bạn. Còn các bạn nạp 500 đô la thì các bạn sẽ nhận thêm được 7.500 IMR nữa các bạn. Hiện tại trong chương trình khuyến mãi thì nó cứ lần lượt xuống các bạn coi các bạn. Sau khi các bạn tham gia chương trình Sahara Stock này, các bạn có lợi nhuận điều kiện như sau nè tất cả các bạn. Thì mình tính bằng lãi cho tất cả các bạn nha. Lợi nhuận có hai lợi nhuận các bạn. Một là nhận 250% giá trị gói đầu tư nhận về hàng ngày nha tất cả các bạn, và rút trong 48 kỳ, mỗi tháng rút 2 kỳ vào ngày 1 và ngày 16 hàng tháng nha tất cả các bạn. Ví dụ ở đây nè, chúng ta tham gia 10.000 đô, chúng ta sẽ nhận được 225.000 đô trong 48 kỳ, mỗi kỳ chúng ta sẽ rút vào ngày 1 và ngày 16 hàng tháng nha các bạn. Tức là mỗi tháng chúng ta rút được 1.000 đô. Rồi lợi nhuận thứ hai là nhận cái đồng IMR này tương ứng với gói đầu tư nha các bạn. Ví dụ ở đây nè, chúng ta tham gia đầu tư gói 10.000 đô tại thời điểm 1 này là 1 IMR là bằng 0.01 đô cho một token nha các bạn, một cổ phiếu IMR nha các bạn. Chúng ta sẽ nhận thêm 10.000 IMR, nhưng tại thời điểm này tập đoàn đang có khuyến mại tặng thêm 150%, nên chúng ta sở hữu thêm 150.000 IMR. Vậy tổng số IMR chúng ta sẽ nhận được khi tham gia đầu tư gói 10.000 đô tại thời điểm này là chúng ta sẽ nhận được 250.000 thêm IMR nữa các bạn, rất là ngon. Và chúng ta được có tham gia cơ hội rút thăm trúng thưởng các bạn. Rút thăm trúng thưởng thì điều kiện các bạn phải đầu tư trên 500 đô mới được các bạn. 500 USD được một giá nè, 5.000 USD được 10 giá nè, 10.000 được 24 giá nè, 25.000 được 60 giá nè, 50.000 3 giá nè. Lưu ý khi thị trường được thưởng là tới 3 tỷ 3.000 giá sẽ tổ chức. Đây thì là những từ Sahara này tất cả các bạn. Các bạn đầu tư vào 1.000 USD, tức là 24 triệu 5 đồng. Số IGB các bạn sẽ nhận thêm là 10.000 IMR. Lợi nhuận của bạn là trong 6 tháng nè, 600 đô. Lợi nhuận 12 tháng các bạn sẽ nhận được là 1.200 đô. Nghĩa là một nửa năm các bạn nhận được 600 đô đó. Là các bạn đầu tư 1.000 đô nha các bạn. Lợi nhuận tới 12 tháng nè, 1.200 đô, lợi nhuận 24 tháng thì 2.500 đô, cứ nhân lên hoài nha các bạn. Giá hiện tại của IMR là bằng 0.5
0.5 đô tốc cần thì các bạn sẽ nhân 5 lần, còn nó nhân 1 các bạn sẽ nhân được 10 lần. Nếu tốc cần này IMR lên bằng 10 đô cho một tốc cần các bạn sẽ nhân là 100 lần các bạn. Đây thì các bạn nè, các bạn điều tra điện em các bạn thì nó cứ dài dài xuống nha các bạn. Các bạn đầu tư 5.000 đô nè, lợi nhuận của bạn các bạn sẽ số tiền là 120 triệu nè, số nhận là 50.000 IMR nè, lợi nhuận hàng tháng của bạn là 3.000 đô nè, ô của nửa năm là các bạn nhận được 3.000 đô nè, lợi nhuận 12 tháng các bạn sẽ nhận 6.000 đô nè, lợi nhuận 24 tháng các bạn sẽ nhận được 12.500 đô nè, rất là ngon nha các bạn. Thì nó cứ dài dài xuống như hoài nha tất cả các bạn. Rồi đó. Dạ hiện tại trong Sahara, trong chương trình phát triển khuyến mãi tốc cần IMR này, các bạn nào chưa chơi thì đăng ký một cái đường link dưới đường link mô tả của mình, thì mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn. Mình có để một cái nhóm link nhóm Zalo và link đăng ký video hướng dẫn đăng ký này nọ cho tất cả các bạn. Các bạn KIC chụp lên một khuôn mặt của bạn có cũng được nữa. Mà nhớ có hình nha, có hình người mình các bạn, chụp cái khoảng hơn trên nửa người một chút, rồi tải lên giấy chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau các bạn đẩy lên. Các bạn chụp sáng đâu đảm bảo với các bạn KIC trong vòng 1 đến 2 ngày, còn các bạn chụp tối lâu gì tất nha các bạn. Các bạn nhận 10.000 IMR này là khoảng 1.000 đô và giá hiện tại 0.1 rồi, miễn phí mà công ty cho mà các bạn chiết nhanh nha các bạn. Rồi các bạn đừng quên cho mình xin một like, một subscribe để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vậy video mình kết thúc đến đây thì cũng hết nha các bạn. Có thông tin gì từ IMR này mình sẽ cập nhật sau. Lưu ý nha các bạn, khi mà cái hiện tại bây giờ cái đồng các bạn đầu tiên các bạn nhận lãi có thể rút về được liền luôn nha các bạn. Link sàn thì mình có để bên